Hoàng tử hát karaoke. Ngày xưa, tại một vương quốc nọ, nhà vua và hoàng hậu sinh hạ được một hoàng tử khôn ngoan tuấn tú. Trái với mong muốn của nhà vua, hoàng tử không chịu học hành, chỉ suốt ngày hưởng thụ. Đã nhiều lần cha mẹ nhắc nhở, nhưng hoàng tử vẫn bỏ ngoài tai. Nhảy múa nữa đi, ta sẽ cho các ngươi rất nhiều tiền. Đức vua và hoàng hậu giá đau. Lùi hết đi cho ta, thật không ra thể thống gì nữa rồi. Cường dân còn phải đói khổ, mà còn ở đây ăn chơi xa xỉ. Còn có xứng đáng là hoàng tử của vương quốc này nữa không? Lại chuyện này nữa ư? Tiền bạc của vua cha nhiều không xuể, còn tiêu pha một chút có đáng là bao? Đưa hoàng tử về phòng cho giải rượu đi, đợi hôm khác ta sẽ nói chuyện với hoàng tử sau. Vâng ạ. Còn ăn chơi hưởng thụ như thế này, chắc đến khi nhắm mắt xuôi tay, ta vẫn không thể nào mà yên lòng được. Đức vua à, xin người đừng kích động mà, ảnh hưởng tới sức khỏe. Bệnh của người mỗi lúc một nặng hơn đó. Thiếp cũng rất buồn lòng, chúng ta đã cố gắng đem hết cho hoàng tử những điều tốt đẹp nhất. Và có lẽ chính sự nuông chiều của ta đã khiến cho hoàng tử trở nên hư hỏng mất rồi. Nhưng bệnh tình của nhà vua ngày một trở nặng hơn. Nhiều thái y đã tới thăm bệnh cho người, nhưng không một ai tìm được thuốc chữa. Một thời gian sau, cả đất nước đã chìm trong sự tang thương vô cùng buồn bã. Nhà vua đã băng hà rồi. Một thời gian sau, hoàng hậu, sao cha con mất đã lâu mà đến giờ này việc đưa con lên ngôi vẫn còn chậm trễ như vậy ạ? Cha con mất rồi, con không cảm thấy đau buồn một chút nào hay sao? Tại sao con lại là một người nhẫn tâm và vô cảm đến như vậy hả con? Nhưng đất nước một ngày không thể không có vua. Con là con trai duy nhất của nhà vua, con cần phải kế vị ngai vàng để cai trị đất nước. Nếu không, bọn phản loạn sẽ nhân cơ hội này mà làm rối ren triều chính. Tất cả những gì cha con để lại cho con chỉ là một mảnh ruộng ngoài kinh thành thôi. Lát nữa ta sẽ sai quân lính đưa con đến để tiếp nhận mảnh ruộng của mình. Người nói sao? Vua cha thực sự chỉ để lại cho con bấy nhiêu thôi sao? Đúng như vậy. Thay vì ngồi đây than vãn, ta nghĩ tốt nhất con hãy bắt tay vào việc cuốc đất, ươm giống để chuẩn bị cho một vụ mùa mới đi. Trời ơi, vua cha chẳng thương yêu gì con hết. Con không muốn, và con cũng không cần mảnh đất vô dụng đó đâu. Con sẽ ra đi, không ở lại nơi này nữa. Cái đó là tùy ở con. Chủ quán, cho ta một phòng hạng sang, thức ăn ngon và rượu ngon, mau mang hết lên đi. Dạ vâng, thưa quý khách. Cút đi, hết bạc rồi mà còn định quýt tiền à? Người dám đối xử với ta như thế ư? Ta đây chỉ cúi rạp với người nhiều tiền. Còn ngươi thì mau biến khỏi đây, không ta cho một trận no đòn bây giờ. Đói quá, tiền bạc hết sạch cả rồi. Thôi thì hôm nay ngủ tạm ở đây, ngày mai cố đi đâu đó kiếm miếng gì ăn vậy. May mà xin được cái bánh này, chứ không mình cũng chẳng còn sức mà đi nữa. Mình đã vượt qua cả lãnh thổ quê hương rồi. Có lẽ đây là đất nước láng giềng Ethiopia trù phú. Nhất định ta phải bắt đầu từ bây giờ. Chẳng lẽ ngày nào cũng đi xin ăn? Đêm nay ta đành ngủ tạm ở đây. Thì ra bên trong này có người. Uống cho thật say. Từ hôm nay chúng ta đã có cả một món hời kia rồi, không lo bữa đói bữa no nữa. Con gái xinh đẹp như vậy bán có đến cả ngàn lượng ấy chứ. Chắc chắn là con gái nhà lành bị rơi vào tay của bọn cướp bóc rồi. Mình phải làm thế nào để cứu cô ấy đây? Anh là ai? Đừng sợ, tôi đến để cứu cô.
tôi không làm hại gì cô đâu. Nhanh lên, chúng ta cần phải thoát khỏi khu rừng này trước khi trời sáng. Cô cố gắng lên, chúng mà đuổi được, ta sẽ không toàn mạng đâu. Tôi không thể chạy được nữa rồi. Đây hình như là thị trấn rồi, có lẽ chúng ta đã an toàn. Bác ơi, có chuyện gì mà mọi người lại khóc lóc đau buồn thế? Đó chính là công chúa bị bắt cóc. Từ hôm mất con, vua lâm bệnh nặng. Nhà vua thương dân vô cùng. Nghe tin vua đổ bệnh, ai cũng không khỏi đau xót. Cô, người trên bức hình đó chẳng phải là cô hay sao? Thì ra cô chính là công chúa ư? Tôi không biết nên đã thất lễ rồi. Anh nào có lỗi gì? Ơn cứu mạng của anh đối với ta sâu như biển lớn. Nếu không có anh, ta đã mất mạng rồi. Cha ta đang lâm bệnh nặng, anh có thể đưa ta về cung ngay bây giờ được không? Cha, cha ơi, làm sao lại đến nông nỗi này cơ chứ? Con đã về với cha rồi đây ạ. Cha, cha ơi. Công chúa, là con thật rồi. Con về rồi đấy ư? Con chẳng may sa vào trong tay bọn cướp. Chúng lôi con vào tận sâu trong rừng phía đông. Cha, mới có mấy hôm mà cha đã đổ bệnh nặng như thế này hả cha? Con trở về bình an thế này, ta sẽ tự khắc khỏi bệnh mà thôi. Là ai đã cứu con? Cha đã mang ơn người đó rồi. Chính là chàng trai này đã không quản ngại hiểm nguy và cứu con đó cha. Đây là việc mà thần nên làm. Người đã tốt bụng lại còn khiêm tốn, thật đáng trân trọng. Nào chàng trai, đối với người thứ gì là quý giá nhất trên đời này, bất cứ thứ người muốn, ta đều có thể ban thưởng cho ngươi. Dạ thưa đức vua, với thần thì của cải, tiền vàng là quý giá nhất trên đời này. Có những thứ ấy sẽ được ăn sung mặc sướng, không phải lo nghĩ gì. Truyền lệnh của ta ban thưởng cho chàng trai này 1.000 đồng tiền vàng cùng 10 mâm ngọc ngà châu báu. Tạ ơn đức vua. Giờ trong tay ta đã có rất nhiều của cải đắt giá rồi, mẫu hậu sẽ không còn khinh tha được nữa. Đứng lại, xin hãy đứng lại. Họ đổi ý muốn đổi lại những tặng phẩm này sao? Phải nhanh đi khỏi đây thôi. Dừng bước, dừng bước. Đứng lại, ngài không nghe thấy sao? Các anh định làm trò gì? Làm cái gì vậy cơ chứ? Ta là người mới được quốc vương ban thưởng đó. Các người muốn mất mạng hay sao? Xin ngài thứ lỗi, đây là tục lệ bắt buộc của đất nước Ethiopia mà bất cứ ai cũng phải tuân theo. Chúng tôi không thể để anh rời đi mà mang theo thứ quý giá nhất của chúng tôi. Thứ quý giá nhất? Chẳng nhẽ đức vua muốn đòi lại những của cải ngài đã ban thưởng cho ta sao? Họ làm hành động quái quỷ gì thế? Thật là khó hiểu. Xin lỗi, chúng tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của mình thôi ạ. Đây là tục lệ gì mà lại kỳ lạ như thế? Đây là mảnh đất yêu quý của chúng tôi. Chúng tôi sinh ra ở đây, chết cũng ở đây. Trên mảnh đất này, chúng tôi trồng trọt, chăn nuôi. Đất Ethiopia là cha, là mẹ, là anh em ruột thịt của chúng tôi. Chúng tôi đã tiếp ngài với những khách quý. Quốc vương đã tặng các ông nhiều tài sản vật hiếm. Xong, đất Ethiopia đối với chúng tôi là thiêng liêng, cao quý nhất. Chúng tôi không bao giờ để ngài mang đi, dù chỉ là một hạt cát nhỏ. Thì ra thứ quý giá nhất đối với người dân Ethiopia này không phải là vàng bạc mà là đất đai ư? Đúng vậy thưa ngài. Ta rất ngạc nhiên, sao nơi đây có thể thịnh vượng và trù phú đến vậy? Họ coi đất đai là tài sản vô giá và làm giàu trên chính mảnh đất của mình. Từ mảnh đất này sẽ tạo ra hết tất cả của cải khác. Thì ra vua cha đã để lại cho mình thứ quý giá nhất rồi. Con xin người thứ lỗi vì đã làm cho vua cha và hoàng hậu lo lắng. Con đã thực sự nhận ra bài học cho đời mình. Con đã biết yêu quý đất đai, nhận ra rằng cần phải tự mình làm nên tất cả. Từ hôm nay con sẽ không ăn chơi lêu lỏng nữa đâu ạ. Ta mừng vì con đã thực sự trưởng thành. Kể từ đó trở đi,
hoàng tử thêm yêu và trân trọng những mảnh đất trên vương quốc của mình. Hoàng tử trở thành một vị vua anh minh, luôn có những chính sách khuyến khích người dân lao động. Những thửa ruộng trong vương quốc quanh năm xanh tốt, mùa màng bội thu. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!